Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Diệu Tràng, quận 9. Kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thì chúng ta theo cái lịch vào buổi chiều thứ bảy hàng tháng, chúng ta có thời chia sẻ giáo lý tại chùa Diệu Tràng của mình. Và chúng ta trao đổi từ đầu á, thì chúng ta được cũng mười mấy gần 20 bài nha, mười mấy bài về đạo đức Phật giáo. Và quý vị biết á, là trong xã hội người ta rất là từ xưa đến nay người ta rất coi trọng về đạo đức. Tại vì có đạo đức á, mới bình an được xã hội, có đạo đức mới bình an được tâm hồn. Nếu mà xã hội mà có đạo đức á, tất loạn, tâm hồn không có đạo đức á, thì tất buồn, tất khổ. Do đó mà đạo đức của xã hội thì rất là quan trọng rồi. Nhưng mà đạo đức của Phật giáo còn quan trọng hơn đối với người tu tập, nâng cao hơn, cao cấp hơn. Nên đến khái niệm của đạo đức á, thì người ta hiểu rằng đạo đức của xã hội là xu hướng tốt của tâm, nó được bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho nhiều người, cho phần đông, phần số đông. Còn đạo đức Phật giáo là xu hướng tốt của tâm, ở bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình, có nghĩa là chuyển hóa được phiền não, chuyển hóa từ tâm ác ra tâm thiện, chuyển hóa từ tâm động loạn sang tâm thanh tịnh, chuyển hóa từ tâm phàm sang tâm thánh phía bên trong tâm mình. Xu hướng của tâm được bộc lộ ra bên ngoài bằng cử chỉ, lời nói và hành động, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Làm lợi ích cho chúng sanh nha, nhà Phật làm lợi ích cho chúng sanh. Nên trong sách cổ ngữ có câu: tôn mạc tôn hồ đạo, mỹ mạc mỹ hồ đức. Có nghĩa là cái gì tôn quý cũng không có bằng là chữ đạo hết á. Đạo là tôn quý nhất. Cái gì đẹp nhất á cũng không bằng cái chữ đức hết á. Chữ đức là đẹp nhất, người có đức là đẹp nhất, người có đạo là tôn quý nhất. Nên nếu người có hai cái đó luôn thì gọi là vừa đẹp vừa tôn quý. Đó, cái gì được người ta kính trọng, được người ta thương yêu, được người ta nể phục, và được người ta cúng dường và bái lại, thì đó là người có đạo đức. Ở đây chúng ta tu tập thì chúng ta có đạo đức Phật giáo, đi ra ngoài xã hội chúng ta có đạo đức xã hội. Đạo đức xã hội là những cái xu hướng tốt trong tâm hồn của mình được bộc lộ ra bên ngoài để làm lợi ích cho phần đông, số đông của con người, thì đó được gọi là để đạo đức xã hội. Còn đạo đức Phật giáo là những cái điều tốt ở trong tâm, nhưng mà ở bên trong á, làm hoàn thiện lấy tâm mình. Tâm hoàn thiện là tâm tĩnh lặng, tâm thiền định đấy. Tâm hoàn thiện là tâm Bồ Tát, tâm hoàn thiện là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả đấy. Bên trong làm hoàn thiện lấy tâm mình, bên ngoài được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Chúng sanh có bốn loại nha: loài thai sanh, loài noãn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Chúng sanh có hai loại: chúng sanh hữu tình và chúng sanh vô tình. Chúng ta làm lợi ích hết, không phải là chúng ta giúp đỡ con người mà chúng ta chặt cây rừng phá không còn cây nào, là chúng ta đâu có lợi ích cho các loài chúng sanh đâu. Chúng sanh vô tình, cái cây nó không có tình trần, nó không có buồn vui hờn giận ghét ghen, nhưng nó vẫn là loài chúng sanh đang sống hiện diện cộng sinh đối với con người mình tại thế gian này, chúng ta phải bảo vệ nó đó. Bây giờ những con thú nhỏ nhỏ trong rừng sống đi, như con cọp, beo, voi, nai, ngựa, vân vân, thì chúng ta cũng bảo vệ luôn. Đó là gì, những loài chúng sanh ở trong đó, tức là làm lợi ích cho các loài chúng sanh. Nên quý vị thấy là đi ra ở chỗ nhà thờ Đức Bà, có một chú đó giấc sáng á, ông đem cái gạo với lúa ông cho mấy chim mù câu ăn. Ông đi tới đâu là ông chạy theo tới đó bố thí hay gì. Ngày nào ông chân á, niết làm bạn với mấy chim mù câu luôn. Cái này không có lạ gì với người nước ngoài, chân ở Úc á, mình cầm cái đây nè, là lợi nó ăn luôn à. Quý vị thấy mấy con swan không? Con ngỗng không? Rồi để đây nè, lợi nó ăn luôn, có trên tay mình á. Thầy đưa tay á, mà ăn hết trơn rồi cắn luôn tay mình, nó gịch đó. Mà nó không phải nó cắn chảy máu, nó cắn nhẹ vậy đó. Còn thì qua bên Nhật á, thì mấy thằng này nó thả đầy đường trên đó mình lại đó. Mình cầm miếng đồ ăn mà không cho nó ăn, cái lại nó dúi vô trong người mình.
Nó kêu cho nó ăn á, nay á. Còn mình ở đây, hôm nay nó gặp mình chạy là không kịp thở luôn. Tại sao nó chạy không kịp thở? À, là tại vì á, này mình ai bắn nó, mình ăn thịt nó, nên chạy không kịp thở. Bởi vì trên ngã sáu á, có chỗ mà quán thịt rừng, quán bán thịt rừng. Do đó mà nó gặp nó sợ mình. Nên trong các cái bài mà đạo đức Phật giáo chúng ta học đó, đối với người tu tập đó, có gì là bao giờ cũng quay lại tâm mình để hoàn thiện lấy tâm mình, và đồng thời bộc lộ ra bên ngoài làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thì hôm nay chúng ta có một cái bài tiếp theo của đạo đức. Ví dụ như một cái người sống mà buông lung, gặp bài đánh bài, gặp nhậu đi nhậu, gặp thuốc hút thuốc, gặp karaoke, game online, nhảy vô game online, gặp cá độ thì cá độ, gặp số đề thì nhảy vô bàn đề, gặp lại ăn chơi thì chúng ta ăn chơi, tức là sống buông lung mà kiểu đó, và đi vào những cái tệ nạn xã hội, không cái gì, thì cái người này đó là chúng ta chiều theo cái thị dục của bản thân. Do đó cái người này không có làm lợi ích gì cho ai hết á, chiều theo bản ngã mình mà, chiều theo bản thân á, là chiều theo bản ngã mình, thì người này được gọi là kém đạo đức về mặt xã hội. Còn về mặt Phật giáo á, thì người này buông lung, tức là tâm mình phóng ra bên ngoài, tâm mình á chạy ra bên ngoài, gọi là buông lung và phóng dật, tức là tâm mình chạy ra bên ngoài mà không có sự kiểm soát, buông nó luôn, tới đâu tới á, ai về thì kệ mặt ai, còn tôi ở lại, sáng mai tôi mới về đó. Có nghĩa là tới đâu tới lỡ rồi gọi là cái gì, thường thường á có nghe một cái ở xóm á, hồi đó xóm ở dưới quê miền Tây á, có ông kia á, hỏi sao giờ tính sao chú, ông là bẹt mi năng, từ đó hình như tiếng Pháp hay gì đó, có nghĩa là tới bến luôn, làm nhiêu á là tới luôn. Vừa uống rượu cũng vậy nữa, uống nguyên cốc nguyên ly upside down là nhỏ xuống không còn miếng giọt nào ở trong cái ly rượu mới chịu, còn ai nhỏ giọt phạt cốc. Ở dưới quê nha, cái ly rượu đây nè, uống ót lên rồi mà để xuống đây không nhỏ giọt rượu nào, nếu nhỏ giọt rượu nào là phạt cốc liền. Nên uống phải upside down, tức là lật chổng cái ly lên đây nè, để không còn miếng nào ở trên mới chịu, nên không có gì. Như vậy thì là người ta chiều theo cái bản ngã của mình và chiều theo cái thị dục. Mà mình sống ở đây là trong cõi dục, mà nó có ba cõi: cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta sống trong cõi dục là tâm chúng sanh ham muốn giải nhiễm, thì gọi là cõi dục. Cái gì mình cũng muốn, gì muốn ham chứ, đâu phải cái gì nghĩ kỹ cơ, phải gì không? Thấy gì mình cũng khoái chứ, thấy gì mình cũng thích chứ, thấy gì mình cũng ham chứ, đó là cõi dục đó. Chứ cõi sắc người ta nhẹ dục lắm, nhẹ nhàng lắm, mà người ta còn nghiêng về cái ánh sáng, cái hào quang, cái màu sắc, cái cõi cấu tạo hoàn thiện của sắc tướng. Cõi vô sắc là người ta an trú trong tinh thần, trong tư tưởng, đó là cõi vô sắc. Mình đây là người ta sống trong cõi dục, nên cái nhu cầu để thỏa mãn cái ham muốn nó cao lắm. Nên mà mình luôn luôn lúc nào cũng bị nó lôi cuốn ra phía bên ngoài, và mình làm thỏa mãn lấy nó mà mình không có sự kiểm soát ở đây. Như vậy thì làm cho chúng ta không có cái đạo đức từ ở phía trong tâm mình cho tới ở ngoài tướng mình, do buông lung và phóng dật. Đó là hai cái mà trong nhà Phật gọi là cái tùy phiền não. Tức là chúng ta có những căn bản phiền não có từ trong kiếp trước, dạng tùy phiền não nương vào đây mà sanh ra. Ví dụ như căn bản phiền não là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, ác kiến, phải không? Tùy phiền não là phú não, tật sang, kiêu cuồng, xỉm hại, phóng dật, giải đãi, vân vân. Đó là những cái tùy phiền não ông tâm. Thì cái buông lung và phóng dật là hai cái loại tùy phiền não từ ở trong tâm của mình, do mình không biết kiềm chế, do không biết khắc chế, không biết thiểu dục, do không biết tri túc, nên nó phóng dật và buông lung, nhảy ra làm ta mất đi sự kiểm soát. Do đó mà cái đời sống ta được gọi là thiếu đạo đức, tức là không có làm hoàn thiện lấy tâm ở phía bên trong mình, và ở bên ngoài không làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh mà lợi ích cho mình không à, thỏa mãn cái ham muốn của mình mà, nên làm lợi ích cho mình thôi. Còn mặt tất cả người khác như thế nào, chưa bao giờ mình nghĩ tới cái sự an nguy, chưa bao giờ mình nghĩ tới sự nhu cầu, chưa bao giờ mình nghĩ tới vui buồn hờn giận những người khác hết, mà mình nghĩ tới cái của mình, còn làm cho mình mất đi cái phước báo và đạo đức ở chỗ này.
Do đó mà bữa nay chúng ta học một cái bài kế tiếp về đạo đức học mà của Phật giáo. Đó bài được mang tên là Biết Khước Từ A Di Đà Phật. Một người biết khước từ, không có gì. Biết khước từ là gì? Khước từ giống như là trong đời sống mình gọi là từ chối. Từ chối, biết từ chối. Mà cái chữ khước từ nó cao hơn cái từ chối, không có gì. Chúng ta biết cái đó nó không phải là cái pháp lành. Chúng ta khước từ, không nhận nó là biết khước từ đó. Biết khước từ tức là biết không nhận, tức là không có thọ. Không có thọ cái pháp bất lành, bất thiện. Nên ta gọi là cái biết khước từ. Nên cái người biết khước từ thì người này đầu tiên là họ không có buông lung và phóng dật, là người biết khước từ. Bây giờ ví dụ như ta cho mình gì ha, mình biết từ chối. Nếu ta cho mình cái đó có lợi thì mình nhận vào, còn thấy nó không có lợi thì mình từ chối. Lợi đây là lợi gì? Lợi đây không phải là cái lợi lộc của thế gian, mà cái lợi đây là để phục vụ cho cái tiến hóa về mặt tâm linh của mình. Cái lợi đây là lợi cho sự an vui, an lạc, chứ không phải lợi đây là cái lợi ích là có của cải để chúng ta có nhiều của cải vật chất theo kiểu thế gian. Chúng ta không nói tới thế gian pháp, mà ta đang nói tới xuất thế gian pháp. Cái lợi này là đưa tư tưởng mình thăng hoa lên, cái lợi này á là làm cho tương lai mình được an lạc hơn, thì đó gọi là cái lợi chứ. Lợi ích của sự tiến hóa thăng hoa mặt tư tưởng. Thì đây á, vì vậy cái pháp nào mà đến với mình không đưa mình tiến hóa thăng hoa mặt tư tưởng, ta khước từ nó. Biết khước từ. Mà cái nhu cầu của bản thân mình mà mình biết khước từ, nghĩa là mình chiến thắng lấy bản thân mình á. Nhu cầu của mình mà mình khước từ có nghĩa là mình đang đấu tranh giữa cái tình cảm và cái lý trí. Vì thấy không, chúng ta cái lý trí của mình mà thắng được tình cảm thì mình mới khước từ được. Còn không thắng được tình cảm không thể nào khước từ được đâu. Mình đưa tới cho lãnh, đưa tới lãnh, đưa tới lãnh đó. Tới cái ôm vào, quý vị thấy ở dưới quê thấy cái hàng đáy không? Quý vị biết hàng đáy không? Càng đáy người ta đóng đáy có hai cọc này nè, có cái miếng lưới để người ta bao bọc xung quanh, và sau này có cái tùng thì cá nó đi vào trong đó, cái con gì bất kỳ con gì nó cũng mất hết luôn. Nó vô đó hết, người ta đi tháo tùng đó, người ta đổ cá ra ngoài thôi. Như vậy thì cái đó gọi là hàng đáy đó. Thì cái người đó không biết khước từ, có gì cũng ôm vô hết. Có gì ôm vô thì kể như là có cái tốt cái xấu gì ôm vô hết. Cái tốt á thì nó đi vào làm cho người ta tốt, nhưng mà cái xấu á thì nó đi vào nó làm cho chúng ta bị băng hoại, hư hoại hết. Nếu chúng ta ôm vào mà không biết cái chuyện chọn lựa thì chính cái khước từ này là cái chọn lựa đó. Nên mình biết chọn lựa, mình khước từ những cái gì mà mình không nhận vào. Còn nếu ta cái gì chúng ta cũng nhận vào tâm hết, tức là thọ. Mà Đức Phật dạy thọ thì khổ, phải không? Thọ gì chúng ta lo lắng đó. Mà bây giờ mình cái hàng đáy mình đóng mà nó gom vô hết, không còn miếng gì ở phía bên ngoài cho nó gom vô hết, rác rưởi gì nó không gom vô cho mình, thấy ăn cực không? Cái đồ tốt đâu có nhiều, cái đồ xấu người ta bỏ nó nhiều nên nó gom vô hết, mình gom vô hết, phải không? Do đó mà biết khước từ. Cái thứ nhất, cái người biết khước từ á là người kiểm soát, không có chiều theo cái tâm phóng dật và tâm buông lung, hai cái tùy phiền não, là người biết khước từ. Vậy là quay lại kiểm soát lấy tâm mình. Phóng dật là cái tâm mình nó chạy ra ngoài, phải không? Buông lung là không có sự kiểm soát của tâm, hai này nó gần giống nhau. Một cái chạy ngoài không có thu về lại, và một cái buông nó ra luôn, nó muốn làm gì làm. Nếu vậy thì tâm mình thích cái gì, tức là tình cảm, phải không? Mình chiều theo nó gọi là phóng dật buông lung. Nó thích gì, nó thích ăn, mình ăn, trời ăn bể bụng luôn. Giấc tối mà ngon quá vậy, ăn cái về giấc khuya. Vừa là đi cầu mà vừa mửa, quý vị thấy chưa? Gọi là trúng thực á. Cái miệng nó kiện cái thân là chỗ đó đó. Ăn vô chúng thực, giấc tối á, giấc tối đâu được ăn nhiều ngon, cỡ nào ngon mà chè đậu trắng không? Nước cốt dừa không ngon quá trời, giấc tối mà ăn chừng 5 chén rồi. Mà nấu hơi dốt dốt nữa chứ. Nấu không chín nữa, chè đậu trắng nấu dốt dốt nữa. Mà ngon quá, nước dừa mà, vô béo ăn. Giấc tối giờ âm nước dừa âm luôn, âm gặp âm vô tối hàng. Là bụng mình tiêu hóa đâu nổi. Bắt đầu có nhiều nó sổ, sổ trên, sổ dưới ra, bắt đầu là bệnh tật, ốm đau, thấy chưa? Do đó mình là phải biết kiểm soát cái tình cảm là cái ham thích của bản thân mình á. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, thích, yêu, ưa, không có gì. Bắt đầu nó đi tới, nếu chúng ta không có sự kiểm soát này, mà kiểm soát bằng gì? Bằng lý trí rồi nghe. Cái lý trí là cái phải, cái hay, cái lẽ phải chúng ta học từ trong kinh, cái lẽ phải chúng ta học từ ở đời, nó lấy nó kiểm soát cái tình cảm mình.
À, tình cảm mình là vui buồn hờn giận ghét ghen ham thích mến ưa, đúng chưa? Đó là tình cảm. Tình cảm tức là cái tình trần, chứ không phải nói tình cảm là yêu thương là tình cảm, mà chúng ta đang nói tới cái tình trần. À, như vậy thì lấy cái lý trí để kiểm soát cái tình trần. Nếu người nào lấy lý trí kiểm soát tình trần thì người này đã ngăn chặn được cái buông lung và phóng dật. Còn nếu mà ông ta sống cái tình trần nhiều thì người này chắc chắn phải buông lung và phóng dật thôi. Nghĩa là không có sự kiểm soát của tâm mình, ham thích gì mình làm đó, theo ý của mình, riêng mình thì người này bản ngã rất là cao. Do đó ta phải có sự kiểm soát tâm của mình. Kiểm soát tâm mình tức là kiểm soát cái phiền não đó, thấy nó gì buông ra bỏ, thấy nó buông ra bỏ, đó là ta không bị phóng dật và buông lung nên không bị phiền não, bản ngã ta thấp ngược và xuống. Nên người tu thiền họ kiểm tra nhiều lắm. Vô cái đạo tràng thiền không có gì, ta vắng lặng cho lắm. Vô đạo tràng thiền ở bên Mỹ, đạo tràng thiền của người Thái, của ngài Ajahn Chah của Thái Lan qua đó lập đạo tràng lớn lắm, cả mấy trăm người vô trong cái đạo tràng không có một tiếng động. Nhưng mà vô đạo tràng tịnh độ quý vị, nói chuyện sùm. Không, cái này mình không phải chê tịnh độ, thầy đi dẫn độ mà. Nhưng tại sao lại vậy? Mình phải hỏi tại sao. Mình phải nói tại sao. Khi cái chữ tịnh độ là quốc độ thanh tịnh, mà tại sao lại không thanh tịnh? Ta thiền là thiền na, là vắng lặng nội tâm thì đã được rồi, ta đã thực hiện được rồi. Tại vì thiền ta dạy cho mình quan sát lấy tâm mình mà mình kiểm soát, chứ không phải quan sát lấy người mà chê. Tức là quay lại chính bản tâm mình. Còn người tu tịnh độ, nhằm khi ta không hiểu, ta móng tâm ra bên ngoài, ta cầu Đức Phật A Di Đà tiếp rước, chứ ta không có cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ cho mình tu. Thực ra tịnh độ là cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ cho mình tu tập để đi đến tâm tịnh độ, nó mới đúng, chứ không phải là cầu Đức Phật A Di Đà tiếp rước, cầu Đức Phật A Di Đà tiếp rước mà không để ý cái tâm mình gì hết. Dẫn dẫn hờn sân si, Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật rước con đi, Nam Mô Di Đà Phật, con ở đây con khổ quá, gặp chồng cầm chai rượu vậy, đồ thứ này nọ, bắt đầu chửi á. Không có kiểm soát lấy tâm mình, mà mình đó móng tâm ra bên ngoài. Như vậy thì mình tu tịnh độ với tu thiền là hai cái phương pháp tu thôi. Nhưng nếu tu tịnh độ mình cầu Đức Phật A Đà mười phương chư Phật gia hộ, hộ trì tâm cho mình để mình niệm Phật để được lắng động của nội tâm thì đó là đúng rồi đó. Nhưng mà mình cầu Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn mình về cõi Tây Phương Cực Lạc mà không có sửa chút tâm nào chứ, liệu có không? Không được đó, họ sai ý của tịnh độ. Ý tịnh độ là câu niệm Phật và tha lực của Đức Phật giúp mình để tu tập, chứ không phải là giúp mình giảng sanh. Hai này hoàn toàn khác nhau. Mà mình hiểu lầm là giúp mình giảng sanh là mình đã tu ở ngoài tâm rồi, do đó mình không kiểm soát được, do đó tâm mình buông lung và phóng dật. Từ buông lung phóng dật đó bắt đầu chúng ta không kiểm soát thân và tâm nha. Đi vô ăn cơm nha, rớp rớp rớp, rầm rầm rầm, đứng lên mà dời ghế một cái thôi, giống như đoàn quân ra trận rồi mà muỗng đũa nó ra nhau lọc cọc lớp góp, tại mình không có kiểm soát mà, quý thấy không? Nhưng mà trong đạo tràng thiền ta khác, ta quay lại kiểm soát lấy thân và tâm mình. Nhưng nếu đạo tràng tịnh độ mình quay lại kiểm soát thân và tâm mình niệm Phật thì thôi tuyệt vời, vời luôn, trên cả tuyệt vời, ba trong một luôn. Thế cái này quảng cáo mà xà bông hay gì phải không? À, nếu mình quay lại bản tâm của mình, bắt đầu chúng ta niệm Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật kiểm soát thì thôi tuyệt vời luôn quý vị. Dùng câu niệm Phật mà thiền tâm quý vị thấy chưa? Rồi cái đó mới là cái ý chỉ nằm ở đó. Mà ông ta chạy ra, ông ta cầu Phật gia hộ được giảng sanh mà không có tu tập gì hết trơn. Cầu Phật gia hộ giảng sanh lên nguyện chứ Phật phóng quang tiếp dẫn. Phóng quang tiếp dẫn thì mình phải tu cho được cái tâm thanh tịnh, nhất tâm bất loạn mới được tiếp dẫn. Chứ như không loạn động rầm rầm, ai dẫn ai tiếp. Nghe không quý vị? Mình phải nằm chỗ này. Bữa trước thầy giảng cái này, có cô Phật tử đâu nước ngoài có điện thoại, có cự thầy quá trời luôn. Cô nói là thầy nói vậy ai mà tu tịnh độ nữa. Thầy nói là tu tịnh độ nếu mà mình không tu làm là động loạn tâm Đức Phật A Đà không được. Thầy nói vậy ai tu tịnh độ nữa. Có phải là thầy giảng tịnh độ không? Này nọ cô làm quá trời luôn. Cô là ai tu tịnh độ niệm Phật cũng được rước chân á. Mà thầy nói là tu niệm Phật không được rước. Đúng, tu niệm Phật không được rước khi mà ông ta cầu Đức Phật A Đà rước mà không tu. Cái đó là sự thật đó quý vị. Tại vì tất cả các bài kinh của Đức Phật nói là ta niệm Phật để đi đến gì? Tâm nhất tâm bất loạn, nghĩa tâm ta đang loạn không nhất tâm, phóng dật buông lung. Nên mình dùng câu niệm Phật cầu Phật gia hộ để ta được nhất tâm bất loạn, nghĩa được tâm thiền định, là tâm tịnh độ. Từ tâm tịnh độ vắng lặng đó chúng ta nghĩ tưởng nhớ Đức Phật cầu giảng sanh, Đức Phật mới phóng quang tiếp dẫn mình được. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mấu chốt nằm chỗ này.
mà ta cứ nói là cứ niệm Phật là được giảng sanh, cứ niệm Phật là được giảng sanh. Nếu mà không dám nói quá chứ nó gạt người ta. Không Nam Mô với Phật cái giảng sanh, không tu gì chứ quậy cả đời, niệm 2-3 tiếng cái giảng sanh. Làm có chuyện đó. Giảng sanh về cảnh Phật phải có cái tâm Phật, về cảnh thiền phải có tâm thiền, về cảnh tịnh phải có tâm tịnh, mình phải tu. Không có gì nên ta tu nỗ lực cả đời. Mới đây nè, có cô Phật tử mới tu 3 năm thôi quý vị, mà biết trước ngày chết ra đi nhẹ nhàng thanh thản luôn nè. Mới cô Phật tử nói thầy hôm qua kia 2 ngày trước nè. Người thấy không, ta nỗ lực ta tu có 2-3 năm thôi ta cũng giảng sanh được vậy. Biết trước ngày chết ra đi không sợ, không sầu, không quán trách. Dặn con cháu xong nằm xuống ra đi cái một như làn gió thoảng qua giữa cuộc đời. Ta tu tịnh độ đó, tức là ta tu ta đã đem được cái tâm gì, cái tâm tịnh rồi. Không còn giận, không còn hờn, không còn tiếc của gì nữa chứ. Của cải vật chất cái thế gian này là phù du mà. Ta thấy điều đó rồi, nó thật là như vậy, là phù du đấy. Khi mà chúng ta còn sống thì vàng hột xoàn nó quý lắm. Tắt hơi đi rồi nó chả là cái gì hết, như là một cục đất thôi chứ không lạ gì hết đó. Tại vì cái đó nó phục vụ cho cái nhu cầu của thân và tâm của mình. Nhưng mà mình đã ra đi rồi thì thế gian này bỏ lại tất cả, nên cái đó đối với mình nó là rác. Nhưng đối với người còn sống thì nó là vàng. Tại vì nó quý, nó bán mua được của cải vật chất. Còn mình đã ra đi rồi nó không còn ý nghĩa gì đối với mình nữa hết. Nếu hiểu được vậy rồi quý vị, mình phủi tay. Làm rồi phủi tay, để ra đi chúng ta phủi tay. Có duyên nó đến với mình, hết duyên nó ra đi, không buồn, không giận, không sầu, không quán trách, tâm được tịnh lặng. Nên cái đầu tiên á, người biết khước từ là người biết kiểm soát lấy tâm của mình, là khước từ những cái điều mà đem lại sự thỏa mãn của tình trần. Ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy đó là phần tình và phần tưởng. Cái phần tình là tình trần, phần tưởng là tưởng chi, tức là cái kiểm soát cái phần lý trí của mình, đó là phần tưởng chi. Nếu phần tưởng mà lớn hơn phần tình thì người này lên cảnh giới cao, còn phần tình mà lớn hơn phần tưởng thì người này đọa xuống cảnh giới thấp. Nên người giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là chắc chắn là cái phần tưởng sẽ lớn hơn phần tình, tức là cái phần kiểm soát, cái phần tưởng chi. Cái phần tưởng chi là phần tri kiến, kiểm soát lấy tâm mình lớn hơn cái tình cảm của trần gian. Tình cảm trần gian là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen đó, được kiểm soát. Còn bây giờ mình không được kiểm soát thì bắt buộc nó phải buông lung và phóng dật. Nếu mình không có được kiểm soát lấy nó. Do đó mình tu tịnh độ nhưng cũng phải kiểm soát lấy tâm, đừng để buông lung và phóng dật. Đừng để tâm mình nhảy ra ngoài, chạy theo mình, chiều theo nó. Nó bắt mình ăn, phải ăn, bắt mình ngủ, phải ngủ, bắt mình mặc, phải mặc, phải chiều theo nó. Trời sao buồn quá ta muốn đi xem hát quá, bắt đầu đi à. Buồn quá ta, bây giờ đi hát karaoke, bắt đầu đi à. Buồn quá ta đi ra ngoài nhậu ly rượu coi, bắt đầu mua rượu nhậu à, có gì thấy không? Chiều theo cái ham thích của bản thân mình, nhưng mà cái đó không có lợi. Chú đó nè, ở dưới Cà Mau, bệnh gan, ung thư gan này. Bắt đầu lại nhờ quý thầy hút thuốc. Hút thuốc cho rồi ăn cơm lại bình thường, hồi đó ăn chưa được chén thôi, giờ ăn lại 3 chén cơm ngon lành nè quý vị. Ông bữa đó ông thèm rượu, ông thấy người ta nhậu bên kia ông thèm rượu, mua khô mực về. Bắt đầu mua rượu về uống, uống một cốc. Uống vô không thấy sao chứ, nó bình thường. Uống một cốc nữa, rồi thấy ngon quá, xé khô mực ăn, hậu ngọt lắm. Uống vô cốc thứ 3, đầu nó đau lên liền, chở bệnh viện mấy bữa sau chết. Thì thấy chưa, chiều theo tình trần nè, mình biết cái đó là hại gan. Mua nhầm rượu cồn. Mà rượu bây giờ mà kiếm rượu gạo cũng hiếm à. Không phải cồn không, ta pha. Ví dụ như một kháp rượu 15 lít, phải không, là rượu 40 độ. Bắt đầu lấy cồn pha vô, mà không phải pha thêm 15 lít nữa đâu, mà pha cỡ 50 lít nữa đó, ra 65 lít khác. Bán người ta đâu biết, những người không có lương tâm người ta pha vậy đó. Uống vô cái gan của mình đã yếu rồi, bây giờ chất độc nó tải không được rồi, nó tăng chức năng gan nó tải không được, nó bể cái lá gan luôn. Có nghĩa là nó liệt luôn cái lá gan, bao nhiêu độc tố lãnh đủ luôn quý vị, sưng mình sưng mẩy lên chết. Vậy thấy không, lý trí đâu không can thiệp vô, mình biết cái đó là uống vô là chết, nhưng mà mình vẫn uống tại vì cơ thể mình nó thèm. Cái tình trần á, cái ham thích của bản thân mình nó thèm. Bây giờ em lấy phần lý trí, mình ngăn nó lại liền, dứt phát không. Lên ở trên Châu Đốc, chú này chú bệnh lao mà chú nghiện thuốc. Hút ngày 2 gói, tới giảm xuống rồi. Giảm xuống là không chịu nổi gì. Bắt đầu là nghiện quá. Hút mà bệnh lao nhiều lắm rồi, thở khò khè, rồi phổi nó ho rầm rầm mà quý vị.
Như vậy mà ông hút tăng liều lên đại, thấy đi đám, người ta đi đám chân nhà, còn mình không đâu ai mà nói, đâu ai ngăn chặn đâu. Lấy hút điếu này hết điếu khác, rồi lên hước hước. Cái phổi mình chịu không được. Như vậy thì cái phần tình trần của mình á, kiểm soát lấy nó, nên không buông lung phóng vật. Là chính cái chỗ này làm ta biết khước từ những gì, những cái thú vui mà cái tình trần nó muốn thỏa mãn. Mình thích thú vui, tình trần thỏa mãn lắm. Ai kêu tám ơi karaoke, tám ơi là nhảy vô liền, quên kinh liền, karaoke liền, phải không? Số đề trời ơi, hôm nằm bao quá, thấy chuồn chuồn đó. Vậy đó là bắt đầu bàn số à. Hồi hôm nằm bao thấy dịch đẹp, bắt đầu bàn số à. Vậy mà ở dưới Bạc Liêu á gì, Bạc Liêu, Cà Mau gì kìa đó, đó vô là ông nằm bao, ông thấy á, là con rồng với con gà à. Như vậy mà ông thấy hai gọng gà, không biết đánh con nào. Gà bàn số, gồng với con gà. Đó, như vậy thì đầu tiên thấy con gồng, sau thấy con gà, rồi là đầu gồng đuôi phụng le the đó, mùa đông ấp trứng, mùa hè nở con. Bắt đầu bàn số tới số lui, đánh số đầu là con đồng, đánh số đuôi là con gà. Vậy mà chiều chúng đó chứ. Vậy chiều chúng qua chiến sau còn nằm bao nữa, nằm bao qua đêm, nằm bao nữa, nguyên sớm quý vị bao hết. Bắt đầu xì xì nhau đánh hết, xuống xác. Mình chỉ biết xuống xác không? Xuống xác có nhiêu tiền, bán hết nhiêu vàng, bán hết đánh cơm ngày sau, nằm bao ngày đầu chúng hôm qua năm sau. Chết quớt, đi luôn, nguyên sớm ăn mại chơi. Đó, quý vị thấy không? Mình không có chiều theo, mình chiều theo tình trần của mình. Mình thích gì cái mình làm đó à. Cái tham mình chiều theo tham đúng không? Nó muốn thắng người ta không à. Chúng được ngày đầu là hên lắm rồi, đừng nói chúng ngày thứ hai mất công lắm. Đó, quý vị. Nên nó do đó mình chiều theo cái tham của mình rồi đi luôn. Như vậy thì cái tham, cái giận của mình đừng chiều theo nó. Nó sanh ra buông lung phóng vật phía ra ngoài. Đừng chiều theo tình trần. Có sự kiểm soát của nội tâm mình phía bên trong. Dạ, thì người này là biết khước từ những cái gì? Những ham muốn của bản thân. Các bạn thấy không? Nên có sự kiểm soát là mình khước từ những ham muốn của bản thân mình. Nó sân nó chạy lên đánh người ta, mình dằn lại liền, nhẫn nhục liền. Nó tham, nó muốn điên cấp ta, mình dằn lại liền. Quá giải lấy tâm mình liền, nói là ăn cắp ăn trộm ta, qua kiếp sau nếu làm người thì lại đi ăn mày, hoặc làm đầy tớ người ta để trả nợ, nếu làm con này con kia thì làm trâu làm bò, làm ngựa làm voi làm chó trong nhà người ta, làm lụng cho người ta để trả cái nợ đó, nên người ta không tham nữa. Nghe không, nghe thấy như vậy thì đầu tiên người biết khước từ là người không buông lung và phóng vật, mà không buông lung và phóng vật kiểm soát lấy tâm mình, tâm mình khởi lên tâm gì biết mà quá giải nó liền. Cầu mười phương chư Phật gia hộ, niệm Phật quá giải nó liền. Thấy tâm của mình rõ như là ban ngày ở trên mặt bàn vậy đó. Mình thấy rõ từng ly từng chút một chính cái tâm của mình. Đó, như vậy á, là người á, ta biết khước từ. Những cái tình cảm tình trần mà nó lôi cuốn, còn không biết khước từ thì chúng ta bị phiền não liền. Điều thứ hai á, người biết khước từ là người sống cực kỳ đơn giản. Sống đơn giản là sao? Đơn giản thôi chứ không phải là đang giỡn nha. Đơn giản là có mà không xài. Sống đơn giản là có mà không xài. Ví dụ mình có thể mua 10 cái áo mặc 3 cái à. Có thể á, là ăn nhà hàng được mà ăn ở nhà mà không có hàng, mình tự nấu. Sống đơn giản có thể là mình ở nhà cao cửa rộng, nhưng mình ở cao am cốc bình thường à. Sống đơn giản có thể nằm điểm mút nước ngoài đâu, nhưng mà mình nằm bình thường thôi, nằm chiếu rồi thôi. Sống đơn giản không phải không có, nhưng mà sống cực kỳ đơn giản là không có đeo lùm tùm theo bản thân của mình. Người tu tập của quý vị sống đơn giản. Nên các cái vị nào mà càng sống càng đơn giản thì họ tu tập càng dễ dàng và càng tiến hóa mặt tâm linh. Mà người sống đơn giản là người biết khước từ những cái phức tạp đấy. Ví dụ như người ta cho mình chiếc xe, cho mình điện thoại, cho mình nhà, cho đủ thứ chân á, khước từ. Quý vị thấy ai khước từ đầu tiên? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thái tử Siêu Ta đã khước từ đấy. Khước từ cái gì? Hồi nhỏ lớn lên á, cung vàng điện ngọc, đáng lẽ là lớn lên đầy đủ hết, người ta ăn chơi đi, ngày đâu có ăn chơi.
Ngài luôn luôn lúc nào cũng suy tư hết đó quý vị, mà không có hưởng thụ biết khước từ đấy. Ngày khước từ tới ngày mà họ ngày khước từ, cái đêm cuối cùng ngày khước từ là đêm mùng 8 là tháng 2 năm 605 trước công nguyên, là ngày đêm đi xuất gia luôn á, là khước từ tất cả luôn á quý vị thấy không. Đó, ngày khước từ để sống cuộc sống cực kỳ đơn giản luôn. Con ngựa ngài cũng về, người hầu cũng bắt về. Con ngựa để là phương tiện đi tới lui, như mình chiếc xe Honda đi tới lui thấy không. Rồi người hầu tức là người ăn ở trong nhà đó, phục vụ á, bỏ luôn áo tấm áo hoàng bào nạm ngọc kim cương không, đổi với ông thợ săn có gì thấy không. Ngài đơn giản chưa, sống có gì đâu, không còn gì xung quanh thân ta, sống cực kỳ đơn giản đủ sống thôi quý vị. Như vậy thì cực kỳ đơn giản về vật chất sẽ tiến hóa về mặt tâm linh. Chúng ta sống vật chất càng nhiều, rối rắm càng nhiều thì tâm linh càng tụt xuống, không tiến hóa được mặt tâm linh. Ở đây là công thức đấy. Nên quý vị tu tập mà càng cao á quý vị thì sống cực kỳ đơn giản, ta bỏ lên ta núi lên non lên rừng, ta tu á quý vị chỉ có một cái mảnh y ở bên ngoài thôi. Bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế mây trắng hỏi đường qua. Nhẹ nhàng thanh thản chưa? À, ta không cần cái gì bản thân mình chứ á, nhưng ta đủ để sống thôi, gọi là tam y nhất bát đó, đó là bậc khất sĩ ngày xưa đó. Bây giờ thì mình không được cỡ như các ngày xưa, nhưng mà mình đơn giản nhất, có nghĩa là phục vụ đúng cái nhu cầu của mình thôi. Còn ngoài cái gì không đúng nhu cầu thì mình bỏ bớt cái gì. Đó là sống đơn giản, đó. Sống đơn giản là biết khước từ những cái điều gì để thỏa mãn của thân và tâm mình, biết khước từ nó và sống cực kỳ đơn giản. Đơn giản này không lẽ không phải là không có. Có những người nói đơn giản là không có, như người nghèo không có gì hết trơn á, mặc gố rách không, sống đơn giản quá. Không phải, họ muốn sống đầy đủ lắm, tại họ không có tiền, tâm họ tham muốn dữ lắm, họ không có tiền nên họ sống trong cảnh đơn giản, họ thù hận dữ lắm, họ hận đời là dữ lắm, thấy người ta giàu sang phú quý họ hận đời. Còn này mình khước từ để sống đời sống đơn giản, tâm mình an vui tự tại. Với vua Trần Nhân Tông bỏ ngôi vua ra đi, không có gì thấy không, sống đời sống cực kỳ đơn giản thấy chưa. Người nói là gối tiết dày qua ôm cây đợi thỏ mà. Tất cả gì vật chất trên đời này giống như cái gối tiết mình nằm thôi. Đôi giày thì nó đẹp bằng hoa, nhưng chút xíu nó dập nát ha. Phải không? Do đó mà Ngài bỏ hết tất cả những gối tiết dày qua đó, Ngài đi tìm cái khác, tiến hóa về mặt tâm linh. Nên bây giờ tôi thờ á, trên núi Yên Tử đó có tượng 10 tấn gì đó, trên đó đó. Đi lên coi tượng đồng á, ta mới tạc tượng Ngài đó. Vua Trần Nhân Tông, đời thứ ba của đời nhà Trần. Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông. Đời của nhà Trần sau đời của nhà Lý. Đời nhà Lý, đời nhà Trần là suốt trải dài lịch sử 425 năm của triều đại phong kiến Việt Nam. Phát triển nhất về Phật giáo và hùng mạnh nhất về là đất nước, về giàu có. Nên có ông thầy tài cúng giọng một chiếc xe Future không lấy quý vị. Ông chạy xe cúp 50 thôi à. Cúp 50 xưa đó. Ông chạy cà tàng, chạy nhiêu đó không mà thấy cũng nể thiệt. Thầy làm được. Tại vì á, mình đi nhanh nên 50 kéo chạy không nổi, nên mình cũng chạy xe phân khối cao hơn chút xíu làm được. Mới thấy không? Mới thầy khi người ta tu có vị thầy ha. Thượng tọa ta cúng dường không bao giờ nhìn luôn. Lấy mấy cái bao thơ đó cho lại mấy thầy dưới quê này, không bao giờ biết ở trong đó là tiền bạc nhiêu hết. Quý vị, thầy gặp rồi đấy. Mà thầy có ông sư huynh, ông đem đồ mới, đem đồ tốt không, ông lại cho thầy nè. Thầy bắt đồ mặc đi. Là trời sao thầy cho đồ tốt không? Ông là tôi lựa đồ tốt tôi cho mà. Ông mặc đồ cũ, ông mặc đồ nói chung bình thường à. Cái ông lại hỏi ông sao lại mà cho đồ tốt chơi gì. Ông lại nãy vì cái đồ tốt là đồ tôi thích. Ý là ủa, đồ thích xong để mặc cho. Ông là tôi thích tôi mới cho đó. Tại vì cái tâm ham thích của mình thích, do đó mình không tu được. Do đó ông cho những cái ông thích, cũng như ông thắng bản thân mình đó. Ông mặc đồ không thích. Đó, mày thấy không? Cũng ghê gớm nha. Cái mình ông tu vậy rồi, không lẽ mình lấy cái đồ bỏ của ông? Đúng chưa? Ông cho mình tức là ông bỏ ra ông cho. Nên là cái đồ bỏ của ông không lẽ mình lấy. Mình cũng sĩ diện luôn. Đồ bỏ của thầy tôi không lấy, cho người khác đi. Chứ mình thấy mình cũng khoái lắm. Tại vì đồ xịn không à. Phải không? Mà tại vì ông bỏ thì là đồ bỏ. Đồ bỏ không lẽ mình lấy. Đó, do đó thôi thầy cho người khác tôi cũng không lấy luôn. Nào quý vị, nhìn thấy á, là nói chung có nhiều người có hạnh tu đơn giản lắm. Ta bỏ hết những cái gì nó ràng buộc xung quanh á, bỏ nhẹ nhàng thanh thản. Mà ta bỏ mà trong lòng ta an trụ, ở trong lòng ta thanh tịnh. Ta biết nếu ta không bỏ gì đó ta bị bận tâm. Thấy không?
Có ông thầy nha, cái cô Phật tử nó ái mộ lắm, nhà giàu lắm, cúng cho luôn cái cốc của gì, cái cốc sang trọng luôn, ông không lấy mà ông ở trong chúng thôi, dứt phát ông lấy. Ông là nếu ông lấy á, để ông phục vụ mọi người, đi đến đó cúng bái tạo đạo tràng, ông lấy, ông lấy để ông tu tập mình, không lấy. Đó, ông thấy không? Có những người người ta biết khước từ đấy, ông biết là có cái cốc đó phải trả tiền điện, trả tiền nước, Phật tử tới lui này nọ, ông rối tâm lên đi. Nói vậy có những người người ta tu tập, ta biết khước từ. Những cái người ta biết đó là sang trọng, ai không ham? Nhà ai không ham? Nhà xịn mặt tiền đường có ham không? Phải không? Rồi cho đồ xịn không? Không ham không? Đồng hồ thị sĩ được không? Có ham không? Phải không? Xe Nhật được không? Có ham không? Đó, có gì đồ xịn không? Nhưng mà có gì? Tất cả những cái đó nó không đem đến sự an lạc của nội tâm. Thì lúc đó là người ta cũng không ham. Tức là những người sống đơn giản đó, sống đơn giản hoặc là sống cực kỳ đơn giản. Nên mình tu mình tập sống đơn giản chút nha. Tức là biết khước từ những cái gì mà nó không cần thiết, bỏ ra. Ví dụ như mình uống nước xong hết trơn rồi, cần uống một ly cà phê không? Mình cần uống chai rượu không? Cần uống chai bia không? Đâu cần không? Bỏ đi, nó sẽ trở nên đơn giản. Rồi bây giờ mình ăn uống đầy đủ, mình cần hút thiếu thuốc không? Cái này mình nói pháp thôi nha, chứ không phải mình chỉ trích ai nha, không có chỉ trích nơi này mô Phật nha. Không nói rồi ai hút hút không sao chứ. Nhưng mà nói là những cái đó nó dư thừa đó, nó không phục vụ cho đời sống mình, đúng chưa? Bây giờ ví dụ như mình bình thường đây cần bỏ 2-3 tiếng đồng hồ hát karaoke không? Đúng không? Cần không? Và cần chạy 3-4 chiếc xe không? Thầy thấy người 3 chiếc xe hơi, một người một chạy 3 chiếc xe hơi, mướn bãi đậu thôi đó, tháng 800 ngàn chiếc rồi, chưa nói mướn tài xế. Nói vậy mà không có đi đâu, nhưng đi vòng vòng thì chạy mấy xe hơi vậy đó, có gì thấy không? Nó không có đơn giản. Thôi chiếc một đủ rồi, chiếc mui trần, chiếc 7 chỗ, chiếc 4 chỗ, vân vân, không cần thiết quý vị, nó không cần thiết. Nên những cái đó mình cắt bỏ bớt đi, cái gì nó không cần thiết cho mình cắt bỏ bớt đi đi. Ví dụ mình đã nó trở thành đơn giản, mà người sống đơn giản chừng nào quý vị thì đạo cao đức trọng chừng đó. Còn những người giả đơn giản thì không phải, ngay gọi là giả danh hiền tướng là không phải. Thầy đi về ở dưới Kiên Giang, thấy chú này chú tu ở trong cốc, có đôi dép mà mang đôi dép Lào. Ông lấy chỉ, ông léo tùm lum cái đôi dép Lào chứ, mà thấy đôi dép nó mới cáo. Tại sao ông lấy cáo mà chỉ? Ông mua đôi dép mới về, ông cắt ra từng khúc khúc, lấy chỉ giá lại, ông léo lại, léo lại thành đôi dép rách. Còn cái áo mặc bá nạp, lỗ nè, mai giá tùm lum, chân ai là lật bên trong áo nguyên, ông lấy cái miếng giả dụng á, ông lắp lên đó, ông may như áo giá vậy bên ngoài thôi. Mô Phật đơn giản kiểu này nó không phải thôi, ông thấy không? Tôi gọi là giả dạng vậy đó, không phải nói giả dạng hơi quá, nhưng nó màu mè vậy đó, thấy nhìn ngoài vô á thì thấy cực kỳ sống đơn giản. Đôi dép tự nhiên, đôi dép mua về tự cắt qua người ta giá lại, gọi là mang dép rách kỳ vậy. Đâu phải không? Chẳng thà mình đi lụm đôi dép rách về mình giá lại, đúng rồi, sống đơn giản phải rồi. Còn này đi mua đôi dép mới cáo về cắt làm hai giá lại người ta, nà, giá cái quay lại, mình thấy không? Cái áo nguyên chi đây nè, chầm lên lỗ giá lại nát hết trơn vậy, là mặc đồ rách. Rách đâu rách, lật bên trong nguyên si. Nó vậy vậy chi không? Để cho người ta thấy mình sống đơn giản, tu cao, đạo cao đức trọng. Cái đó là không phải gọi là giả trang hiền tướng rồi quý vị, không phải không? Rồi còn ta mang thật, ta sống thật, ta có đồ mặc chứ không phải không có. Nhưng mà là ta mặc vậy đó. Thấy có mấy ông thầy ở dưới quê á, mặc đồ rách mà. Là thầy sao mà thầy mặc đồ rách thầy, để con cúng dường thầy mấy bộ đồ. Ông là tôi có đồ, tại tôi không mặc. Ở sao vậy? Ông là mặc cho mát thôi. Mày cũng thiệt nha. Hồi kỳ đó, bây giờ thầy không bao giờ mặc đồ rách. Hồi đó mặc hết lần. Cái ở trong mình đi làm thôi, xong nó lỡ nó rách tùm lum, nó mỏng nó rách. Rách làm mấy cô Phật tử là thấy cái gì. Mà chân cái bữa đó cái bữa đám đó chứ, nó xui là chân cái bữa đám. Thấy qua bữa sau người mua cho một bộ, người cho một bộ, mua một bộ, có chừng 40 bộ chứ. Thấy không, bật rách con bữa, có 40 bộ đồ. Thôi hết dám luôn, không bao giờ dám mặc đồ rách nữa chứ. Thật ra thì cũng không phải là cố ý mặc đồ rách,
nhưng tại vì nó rách vô giá thôi, nhưng mà thấy đi làm ở ngoài đó, đi trồng cây rồi đó, thì thôi mặc cái đó thì nó mồ hôi rồi ra thôi cũng được, nó vậy để nó có rách có mấy lỗ nhỏ nhỏ thôi, không có gì hết trơn á, độ cũng còn ngon lắm, xịn lắm, mình mặc không ý gì hết trơn á. Nhưng mà chân đó của đoàn xe ta lại ta thăm vô, thấy ông thầy mặc đồ rách, trời thấy thương quá, thầy Chí Huệ mặc đồ rách, đồ thiếu gì tại mặc, chứ không phải là mặc đồ rách, không phải cố ý. Qua bữa sau cỡ chừng 40 khúc giải vậy đó, lại cúng dường, không nhận là không được, ép nhận đó quý vị. Rồi mình lỡ nhận, đặng đi cúng dài dài lỡ chứ sao giờ quý vị. Từ đó về sau tởn, không dám mặc đồ rách nữa. Rồi quý vị, chứ không phải mình cố ý, nói thiệt á, không cố ý, không lẽ tu thề chứ không cố ý. Không thề, nhưng mà nó là không có cố ý. À, như vậy thì ta nói sống đơn giản, có những khi mình muốn sống đơn giản, mình sống đơn giản không được. Bây giờ dù mình cần cái máy điện thoại cho xịn, để làm chi, không phải là mình để lấy le với người ta mà nó hoạt động cho nó tốt, mình cần xài lên mạng truy cập, hoặc là có những cái mình phải thông qua mạng. Bây giờ mạng internet mà, ví dụ những cái trang mà mình thông báo, trang Facebook rồi thông báo lịch giảng, rồi trang website mình đưa bài vở lên cho Phật tử coi, rồi email rồi vân vân, thì mình cần phải có những cái đó. Chứ thực ra nếu không cần những cái đó cũng là cái hệ lụy mình đó. Như ngày xưa Đức Khổng Tử đi ngang cái làng đó, thấy người ta dùng cái nước đó quý vị, nước nó đổ trên xuống đó, thì người ta mới dùng cái chục cái gõ ghẻ đó, nó quay để nó tát nước vô trong, là cơ khí đó, dùng cái nguồn nước làm sức mạnh để đẩy nước nó quay vô cái bánh xe đi vô trong. Như vậy mà có ông cụ á, ông lấy xuống tát, ông không làm theo kiểu đó. Cái lời hỏi làm sao mà cả làng này người ta làm cái máy cơ khí mà để đi vào đem nước vào bên trong, mà bây giờ tại sao mà ông cụ lại tắt bằng tay thủ công như thế này? Ông cụ mới nói là cơ khí thì cơ tâm. Tại cơ khí chuyền gõ ghẻ gồng rọc à, quý vị bắt đầu mình suy nghĩ nha, cách nó chuyền sao mà hư cái thôi cũng rối nùi tâm luôn, sao sửa? Do đó phải có thợ sửa không có gì. Còn đây là lấy cái xô một cái tát vô, sáng tát chút xong à. Còn đây làm cơ khí nó hư sửa, nghĩ nghiên cứu, cơ tâm tức là bận lòng đó, với nó không có gì. Được cái này mất cái kia, được cái lợi gì vật chất mất đi cái sự thanh thản của nội tâm. Quý vị thấy chưa? Gọi là cơ khí thì cơ tâm. Được cái lợi gì vật chất lợi quá đi, cái gì cũng dùng máy chứ có gì, mà nó hư cái một á, lúc đó là nổi nóng nổi sân lên nè, giọng chân xuống đất rầm rầm rầm, bứt tóc bứt tai nha. Nhưng quý thầy không bao giờ bứt, không biết nào đâu bứt, giận giận chứ không bao giờ quý thầy bứt tóc. Còn Phật tử giận giận quý vị ơi, bứt tóc bứt tai rồi ha, vậy để còn quý thầy không bao giờ giận bứt tóc. Nên ta là sống đơn giản, nói gì là thắng được cái gì, thắng được cái sự ham muốn về vật chất của bản thân thì tâm linh lên cao. Nên người sống đơn giản nào tâm linh lên cao nấy. Nên ngày xưa các cái gì đi khất thực không có gì tài sản, cái gì cực kỳ đơn giản đủ sống thôi. Nhưng mà chúng ta bây giờ á nhiều hơn, nhưng cũng phải đủ cái nhu cầu của nó. Nhu cầu gì? Nhu cầu về thông tin, nhu cầu về gì đủ thôi, đừng làm dư thì đó gọi là đơn giản của thời đại này. Ngày xưa đơn giản khác, bây giờ đơn giản khác. Nếu chúng ta đơn giản không có chiếc xe thì làm sao chúng ta đi chùa, đi lội bộ tới đây trễ giờ thì sao? Phải có chiếc xe, gọi là đơn giản thôi đó. Đơn giản là có chiếc xe vậy thôi. Mà chiếc xe chạy được tốt là được rồi, chứ không cần xe phải cái hiệu gì cho nó ghê gớm, không có gì đấy. Như chú Phật tử nè, con học lớp 12 đòi mua chiếc xe Van Fine nha, lắc đầu. Sirius nha, lắc đầu. Future nha, lắc đầu. Novo nha, lắc đầu. Elac mới được. Elac Việt Nam 43 triệu, lắc đầu. Elac Thái 76 triệu. Ông lên, con ơi con, con chạy mày quay Alpha được rồi con, hoặc là quay S được rồi, cũng máy nhiệt con. Nó quay qua ba nghĩ sao với tướng này mà chạy quay S? Cái tướng con đây mà ba thấy chạy quay S nghĩ làm sao vậy? Bởi vì mấy người cha mẹ giờ lẩm cẩm hết trơn rồi, cái tướng nó vậy mà quay ếch sao chạy, nó phải chạy là từ A Lắc Thái cho đến A Còng, hoặc là Đi Lăng, hoặc là XH, tướng người ta phải chạy cỡ đó chứ. Tướng gì mà tướng chạy xe mười mấy triệu, chạy ta xe máy 100 mấy chục triệu chạy nó mới sang.
Đó, gọi là sang nhà đó. Ba nó sang cái nhà mua cho nó luôn. Chứ lấy tiền đâu chạy, ông ta ôm gần chết. Tiền bởi vậy nó khổ, khổ chỗ đó xe để chạy thôi quý vị. Còn là xe xuống. Như vậy thì chúng ta thấy là mình đơn giản là biết khước từ. Khi đời sống cực kỳ đơn giản là cực kỳ khước từ những cái xung quanh, cái gì không cần thiết ta bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Nhưng diesel đó chẳng hạn, ông bỏ hết trơn luôn quý vị, không còn gì chứ. Ông chỉ còn cái gáo múc nước thôi. Nhưng mà ông đi làm thấy anh nông dân á, phát nước, lấy tay hớp nước luôn. Ông là vậy là ông khô anh nông dân rồi. Nông dân người ta lấy tay người ta hớp nước uống, còn ông lại ông lấy gáo muốn nước thôi, nông dân quăng cái gáo bỏ luôn. Miệng sống cực kỳ đơn giản thôi. Tối ngủ ở trong cái ống cống, cái ống cống ta đặt cái ống bi trên thôi á. Mà ông là nhà hiền triết của Tây Âu đó. Khi mà ông Alexander Đế á, ông kéo quân qua ông chinh phạt, ông nghe cái danh của nhà hiền triết này, ông đi đến đó, ông đến chào nhà hiền triết. Thì lên đó hỏi là ông có phải là Diogenes không? Thì ông này ông gật đầu, phải. Ông là ta là Alexander Đại Đế. Vậy thì nghe danh của nhà hiền triết, vì vậy nhà hiền triết cần gì sự giúp đỡ của Đại Đế chăng? Nếu cần ta đây sẵn sàng giúp đỡ nhà hiền triết. Thì ông hiền triết ông nói rằng sáng sớm á, ông ngồi, ông tổng hợp vitamin D, tức là ông phơi lưng ở ngoài nắng á. Ông phơi lưng ngoài nắng. Thì ông đang phơi lưng này nè, thì ông vua Đại Đế cởi ngựa đi từ hướng này lại mặt trời hướng này. Nó là hỏi cần gì không ta giúp đỡ. Thì ông Diogenes mới nói là dạ bệ hạ, tôi chỉ cần bệ hạ là nhích ngang một chút xíu để cho nắng dội vào lưng của tôi thôi. Có nghĩa là ông cởi ngựa đi đến che nắng hôm nay. Nó là tôi chỉ cần bệ hạ nhích qua một chút xíu để cho nắng dội vào lưng của tôi là được rồi. Vậy lúc đó ông Alexander Đại Đế, ông có nói là nếu ta không phải là Alexander Đế thì ta chính là ngươi. Cởi ngựa đi. Nào, thấy không? Có nghĩa là ông không phải là vua thì ông sẽ là nhà hiền triết. Đức là ông đã ái mộ ông này rồi đó. Nghe thấy không? Ông vua cần sự giúp đỡ. Bởi vì khi mà kêu cần giúp đỡ, hỏi cần giúp đỡ cái gì? Mình nói là vàng, đô la. Phải không? Biệt thự. Ai ông vua giúp đỡ rồi mình phải nói một câu chứ. Ông vua kêu hỏi giúp đỡ gì? Vàng, đô, biệt thự, xe hơi. Mình phải kêu vậy đi. Nhưng mà ông Alex, ông mà hiền triết ông không nói vậy. Ông là chỉ cần bệ hạ nhích ngang bên cho ánh nắng lọt vô lưng của tôi là được, đừng có che là được rồi. Tôi cần anh bệ hạ giúp đỡ nhiêu đó thôi à. Thấy không? Đúng là tư tưởng lớn. Mình đâu được vậy phải không? Mình nghe ông vua thưởng cái là mình quýnh lên hết phải không? Cho con cái biệt thự đi, cho con biệt thự đi, cho con chiếc xe hơi Mercedes đi. Cho con cái đồng hồ mà Rolex đi. Dần dần phải không? Chứ đâu có kêu là đâu cần gì. Nói kiểu đó là ổng đâu cần gì đâu. Vì thấy ông sống đơn giản ở đó đó. Cái thứ tư là người mà biết khước từ nữa, là người sống an bần mà thủ đạo. An bần, sống bình an trong cái cảnh nghèo mà thủ đạo. Có nghĩa là hạnh tri túc đấy. Không phải nghèo dạo đây đâu. Ý chỗ này an bần thủ đạo có nghĩa là có nhiêu xài nhiêu. Hạnh tri túc biết đủ. Biết đủ là an bần mà thủ đạo đó gì. Vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Có nghĩa là ta biết đủ. Biết đủ là nhiêu nó cũng đủ hết đó. Gọi là biết đủ. Cái phước mình mang đến nhiều thì cái đó đủ đối với mình rồi đó. Gọi là biết đủ nên họ không có mong cầu. Không mong cầu nhưng phước báo nó dẫn đến bình thường. Có phước báo nó dẫn đến nữa. Biết đủ này gọi là hạnh tri túc được Đức Phật thuyết kinh Di Giáo. Như vậy gọi là an bần mà thủ đạo. Thủ là giữ đạo. Là an bần tức là vừa lòng với cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Dầu cho ông chồng như vậy, dầu cho con như vậy, dầu cho tất cả gì thì vừa lòng. Tại cái đó chính là cái khuôn của mình úp vô đó. Nghiệp của mình gây ra kiếp trước sao vậy, nó úp vô vậy thì chúng ta hãy vừa lòng với cái đó đi. Chứ nhầm khi thấy ông chồng mình mới học lớp 12, nhìn ông chồng kia học đại học tiến sĩ, cái nói trời này nọ phải không? Bắt đầu chúng ta không hài lòng, bắt đầu mình là bị phiền não. Nên tất cả đều do nghiệp chúng ta mang đến, nên ta hài lòng với tất cả các hoàn cảnh. Ở đây chúng ta không nói tới là mình an phận với cái tri túc của nhà Phật khác nhau lắm. Tri túc nghĩa là không phiền não với hoàn cảnh hiện tại. Còn an phận là vậy được rồi, khỏi cần phấn đấu. Không phải, đạo Phật vẫn phấn đấu đấy. Nhưng mà ông phiền não trong đó. Dầu cho bất kỳ hoàn cảnh nào thấy như vậy là được.
Cái điều thứ năm là khước từ những cái gì mà nó đem đến phiền não cho mình. Biết khước từ những gì đem đến phiền não cho mình. Ta chửi đem đến phiền não mình không? Ta nói xấu đem đến phiền não mình không? Người ta lại lừa gạt mình đem đến phiền não cho mình không? Đó là người ta đem đến cho mình đó, hồi nãy đâu có. Không có ông chồng đâu khổ với ông chồng. Không có ta chửi thì đâu có giận. Đúng chưa? Đâu không có ta nói xấu thì đâu có buồn. Như vậy những cái đó đem đến phiền não cho mình biết khước từ. Không nhận vào. Như cái câu chuyện ngày xưa Đức Phật đi đến đó bị người ta chửi đó. Sáng tới chiều người ta mới hỏi là ngài Cù Đàm, ngài có nghe ta chửi không? Ta nghe ta nói không? Ngài là nghe. Nhưng nghe sao người ngài không chửi lại, ngài không có thái độ gì hết vậy đó. Thì Đức Phật này hiền giả, hiền giả đi đám á, mà ta cho đồ hiền giả mang về, hiền giả không mang về đồ đó thuộc về ai? Thì ông đó là đồ đó thuộc về chủ nhà. Thì Đức Phật nói cũng dường như thế ấy, sáng giờ ngươi cho ta không nhận gì hết á. Vì cho câu chửi thì câu chửi đó thuộc về người chửi. Vậy thôi, nghiệp quả người đó lãnh. Nên những cái phiền não mà ta đưa cho mình nó mình nhận. Nếu nhận phiền não vào tâm thì tâm phiền não. Đó người biết khước từ phiền não. Nên biết những cái lời mà tao nói xấu mình đó, có gì đó là gây cho mình phiền não. Hoặc giả là người ta làm cho mình bị tổn thương, làm mình gây phiền não, mình không nhận cái đó vào. Dứt phát không nhận. Những cái gì gây ta phiền não để vọng động tâm thức mà không về chân tâm Phật tánh được, ta không nhận vào. Chúng ta có quyền đó, có quyền không nhận. Nhưng mà tại vì cái thói quen mình đã nhận tất cả cái hàng đáy á, nhận rác rưởi những cái tốt đẹp nhận vào tâm hết. Chúng ta nhận đạo lý vào tâm thôi, còn tất cả cái ta gạt ra ngoài hết. Biết khước từ phiền não. Như vậy người ta chửi mình xấu quá, không nhận. Ta chửi mình ngu quá, không nhận. Ta nói xấu mình nát hết, không nhận. Không nhận tâm tức là tâm mình không có sự cảm thọ đó. Có chất đề khác hơn sự cảm thọ. Nên biết khước từ. Tại ai biểu nhận vô không biết khước từ chứ cho giận hờn sân si ở đây có gì. Như vậy thì giữa tất cả các đời sống mà chúng ta có thì cái phiền não là nặng nề nhất. Như vậy thì nếu mà chúng ta lỡ nhận vào rồi gì thì chúng ta phải biết khước từ, là biết loại bỏ nó ra. Cái nó chưa vào ta cho thì không lấy, tức là biết khước từ đó. Vậy thì cái ta chưa cho hoặc ta đang cho thì mình không lấy. Nhưng cái ta đã cho rồi, nhận vào tâm rồi phải không? Thì thực hiện pháp xả bỏ. Còn cái mà ta sắp đưa cho mình thực hiện pháp diễn ly. Hai pháp, một pháp xả bỏ và pháp diễn ly. Xả bỏ tức là nhận vô tâm rồi, tức là hận ta rồi đó. Đúng không? Hận ta rồi, vô tâm rồi. Buồn ta rồi, vô tâm rồi. Quán ta rồi. Bây giờ mình xả nó ra bằng cách mình tha thứ, khoan dung độ lượng, buông bỏ. Mình nguyện mười phương chư Phật gia hộ con có một tiềm lực tinh thần để con sẵn sàng tha thứ, khoan dung độ lượng, để bỏ khỏi tâm con những cái hồi ức cũ, những ký ức xấu xa, những cặn bã của ký ức ở trong tâm mình. Người ta bỏ ra hết, hờn ai, giận ai, quán ai, thù ai đó vô ra khước từ đó đi, đừng có giữ nó nữa. Người ta gửi nó lâu quá rồi, giờ khước từ không giữ nữa, trả lại bổn chủ, trả về chính chủ. Ai đưa đến thì tự nhận về, người ta không giữ trong lòng nữa. Như vậy ông chồng đưa đến mình cái mối thù hận phải không? Tại vì ổng làm mình bị tổn thương, đúng chưa? Do đó bây giờ là người ta trả lại ổng, không lấy nữa, bằng cách tha thứ cho ổng. Anh bảy, tám đi dịu chàng, tám tu rồi tám tha cho bảy luôn. Giờ bảy làm gì làm, nó tám quan hỷ. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nên tám niệm Phật, tám định tâm rồi. Nam mô định tâm dương Bồ Tát Ma Ha Tát. Tát đại chứng minh. Nên bây giờ tâm con sám hối xong rồi, lòng con rửa sạch lào lào hôm nay. Như vậy thì bây giờ lòng sạch trơn, không còn gì trong tâm nữa trơn. Giờ mình biết khước từ, khi chúng ta đã giữ lấy, biết khước từ trả lại cho chính chủ. Cái mà ta đưa đến biết khước từ không nhận vào đó, quý vị, từ ở trong tâm mình nên là tâm minh, là trở nên không còn phiền não từ ở trong lòng, ở trong tâm mình nữa, thì mình trở nên sự vắng lặng của nội tâm. Tu pháp nào cũng đắc. Tu thiền vắng lặng nội tâm sanh định tuệ,
Tu tịnh độ vắng lặng nội tâm đi đến nhất tâm bất loạn. Quý vị thấy chưa? Đó là vắng lặng nội tâm. Nếu ta biết khước từ, ở bên ngoài, bên trong, sống đơn giản, dần dần, không buông lung, sống phóng dật, sống đơn giản, an bần thủ đạo, biết khước từ phiền não và khước từ những cái của cải vật chất không cần thiết. Nên bây giờ về nhà mình kiểm tra lại đi, mình biết khước từ, biết từ chối những cái đó. Nếu biết từ chối, khước từ những cái đó, ta buông bỏ bớt đi, bắt đầu biết bố thí, biết cúng dường, biết chia sẻ người khác, về nhà kiểm tra đi quý vị. Mai mốt thầy có mở ngày mai thì ở chùa thầy ra mắt cái hội từ thiện Trí Huệ Việt Nam, thì có mở cái trung tâm đồ cũ, có nghĩa là cái quỹ của cái hội đó đó, để ủng hộ cho học sinh nghèo á, và ủng hộ cho những cái gia đình của học sinh nghèo, nói chung và xã hội người nghèo neo đơn vân vân. Thì ai cho vào cái gì đó mình nhận vào, rồi mình sẽ bán ngược lại lấy đó làm cái quỹ đó. Ở đây các nước tiên tiến ta làm hết rồi, mà ở thành phố mình thì mới xin được cái giấy phép thôi, sẽ đăng ký mặt bằng để mở, sắp tới mở. Nên quý vị về kiểm tra đi, cái gì không xài có thể vô đó từ thiện. Bà thay vì bằng tiền, bà bây giờ bằng hiện vật, cái bình, cái cốc, cái chai, ưu tiên cho vàng với hột xoàn. Nói vậy thôi chứ cái bàn gì cũng được, cái chuông, cái mỏ gì, nó tất cả cái gì của xã hội, ở nhất là Đài Loan làm mạnh lắm, ở Mỹ, ở Úc, ở Anh, ở Pháp, chỗ nào cũng có những cái hội từ thiện vậy hết đó quý vị. Rồi những người đi làm á, ví dụ quý vị á, là lớn tuổi không đi làm á, lại đó làm quả xếp quần áo, giặt đồ, rồi dán bản này nọ vân vân, vô một cái hội của cộng đồng vậy đó, và đem đó đi làm lợi ích cho xã hội. Và cái này là được, cái quỹ này là được nhà nước chấp thuận và hoạt động theo luật, có nghĩa là mình xài nó như thế nào, có thu có chi đâu đó rõ ràng hết, không mất đồng nào hết, đem đến lợi ích cho xã hội, đặc biệt là những học sinh nghèo. Ở chương trình cho học sinh nghèo á, là hỗ trợ cho các em về tiền đóng học phí khi các em không có tiền, hỗ trợ cho tiền ăn, hỗ trợ cho các em về truyền thông, về giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật để cho trẻ em đừng có phạm pháp, giáo dục cho các em về kỹ năng sống, tức là sống sao để phù hợp với pháp luật, sống sao á để phù hợp với truyền thống của dân tộc. Giáo dục các em về thể dục thể thao để mạnh khỏe cường tráng, giáo dục các em về học thêm để nâng cao kiến thức, rồi là tập bơi để không chống đuối nước và vân vân, nhiều cái chương trình như vậy để triển khai hết các cái từ Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh cho tới các cái vùng lân cận, triển khai dài dài ra cho đến toàn quốc, là tùy vào cái duyên của mình đối với nó. Và đối tượng tham gia là các em sinh viên, tức là em sinh viên ở hoạt động phong trào, và những thành viên không chính thức là những người mạnh thường quân, rồi những người công quả, vân vân, để giúp cho hội từ thiện đó. Này, cố gắng mở được đó, cũng là tâm huyết thôi. Nói chung là mình không có đóng góp được nhiều gì cho xã hội, thì chúng ta cũng đóng góp một tay, một chân, cái nhỏ nhỏ đó cho cuộc đời. Nên mai mốt thấy gì dư dư đó, nhớ thảy vô hội đó nha. Hội từ thiện đó mang tên là Trí Huệ Việt Nam. Nên mai mốt đó, quý vị nào mà có coi lựa cái nhẫn cỏ đồ đó thảy vô. Bây giờ mình xài nhẫn vàng bỏ nhẫn cỏ, ai xài nhẫn kim cương thì bỏ nhẫn vàng, thảy nhẫn vàng vô dư rồi phải không? Rồi người nào có cái chuông, cái mỏ chuông đồng, giặt đồng, những cái gì hồi xưa đó cứ thảy vô hết á. Quần áo cũ, nếu cái nào cũ quá bán được thì đem xuống quê cho những người nghèo nghèo ở dưới. Còn nào có thể bán lại làm từ thiện được thì quý vị giống như gì đóng góp tiền bạc vô trong cái hội đó. Nên nước ngoài người ta làm rất thành công, nhưng nước gì nước mình cũng mới chập chững thôi. Nhưng làm đâu đó phải có là ban, có bệ, có hội trưởng, phó toán hoạt động đúng theo cái pháp luật của chính phủ hiện hành. Di Đà Phật, xin mời quý vị đứng lên.